Ui, cái cây này là cây cây gì nhỉ? To nhỉ? Ui, cây này là cây gì á chú? Cây nhội á? Ui, cây to lắm rồi nhỉ? 60 triệu á? 600 triệu á? Anh ơi, cây gì mà đắt giá thế cả? Nhội. Ui, cây này bây giờ đường kính nhưng mà to vời nhỉ? Quan trọng là cái phong lan ở trên thôi. À. Đắp ra cái phong lan đi. Đấy các bạn ơi. Mấy anh em đang thịt lợn bảo là cái này là cây nhội, mình chưa biết. Đây. Xem quay rồi cái phong lan ở trên đấy. Phong lan ở trên à? Nó phải rồng tí. Cái này to cao lắm. Gỗ này phong lan mới nhớ qua chú Hùng bảo cho phong lan nhỉ. Bây giờ là cho ta đi đi. Gỗ này chắc là gỗ tốt lắm sao mà nhội này sinh vật cảnh chơi. Sinh vật cảnh á? Nhưng mà to này thì ai mà lấy được nữa, chứ đi gỗ thì, đúng không? Đấy nó phát ra phong lan đây. Đúng rồi, trên kia có một đống hoa phong lan kia nhỉ? Ui nhớ nhỉ? Nhưng mà không ai dám trèo lên cao này đâu, sợ. Không ai cho lấy. Không ai cho lấy à? À, cây vật, cây là cây linh thiêng ấy. Cây linh thiêng của làng đấy. Ờ, à, đúng rồi. Đấy, xả 600 triệu mà không chưa bán, đúng không? Không ai dám bán nữa đúng không? Cây linh thiêng của làng bán ra sao được. Quay đâu à? Đổi. Hai thằng này. Quay đầu hai thằng, quay cái cao hai thằng này. Không sao. Nặng rồi, con lợn này nó nặng. 670 cân nhưng mà ít. Từ từ con nói. Từ từ. Đứng quay. Ờ, cái dù đấy đi. Tầm 4 tiếng này đúng không? Quân tàn quay. Hơi vất vả, hơi nặng đấy. Nặng đấy nhỉ. Đúng rồi. Ý dù. Ba bốn thanh niên mới khênh được con lợn, đừng có đùa. Thêm bằng chứng đấy. Cắt chân nào trước? Bên này trước à? Rồi. Ừ, thằng này không lấy cái gì về. Mình tính. Vậy nóng lắm. Nhấc hẳn lên đang cắt. Cắt chân nào? Cắt cả để ăn. Cắt một cái xỉu ấy đúng không? Cắt hết để như được. Cắt cả chân to. Đây cái khăn ở kia, cắt sạch ở kia. Cái xỉu thôi. Đấy, xỉu ấy. Cắt sạch anh vắt ở kia hả? Đây nào. Mình bắt nó mới. Quát là mày bẻ cái ra thôi ạ. Quát là mày bẻ phát nó bắt phát ra. Đó, anh em quay lợn chín phát là cắt chân để cúng thổ địa. Nào quay qua lên chưa? Quay đây. Thổ địa ăn trước. Thổ quay lợn thôi, thổ địa. Quay chơi này. Thổ địa quay lợn thôi. Đúng rồi, cắt càng to càng tốt. Đéo khổ cái này, nó khổ không? Ừ. Gặp kiểu kỳ từ bác. Mà ba cái mà phải có nồi còi ba cái nhưng mà rồi. Chưa đèn cưới pha nào mà dám cắt chân với nhau vợ. Cắt đuôi nào. Anh cái đuôi. Cắt chân chưa không? Có chứ. Bên này cắt hết chứ. Cắt hết à? Bốn chân thì ôi, chín rồi mà nhỉ? Thầy này mới thiêng được. Cái này phải tí phải xem vớ. Chín rồi anh nhỉ? Chín rồi. Bẻ được rồi, đúng rồi, bẻ ra phát được rồi. Đúng rồi. Ăn luôn này thì kiếm ơi, ăn luôn đi, ăn luôn xong rồi. Đem vào chơi chặt đấy. Cần thì nhậm luôn đi. Bát đi. Nóng. Bên này. Bên này chưa chín. Bên này. Chín rồi. Này, lấy quả chân này các bạn nhé. Lắc này. Phát đấy. Ngon, bên này ngon này. Trong quá. Đấy, mấy anh em đang xuống kìa. Quay lợn nhá. Chém à. Mùi nhiều. Chén luôn. Phật ta không có đâu. Thường đi. Ô, thường đi cháy. Đây, sứa đây. Đấy. Tới đây đấy. Sứa này sứa được rồi. Tối về làm việc cật lực luôn. Mẹ nó bảo nó xuống. Bây giờ mới là nhập mâm này nhỉ. Ừ. Nào, anh em nhập mâm đi. Ai chủ trì món này nhỉ? Đây em. Ngoài ra bây giờ sẽ nhập mâm gọi là ăn quả xỉu lợn đúng không? Thơm ngon à? Cái này phải chặt ra đôi mới được ui. Nhỉ. Ui giời ơi, đấy chứ. Ngon quá mà đấy. Tuyệt vời. To quá. Ngon. Tí lấy môi này nhỉ. Một canh chanh. Ây à, nóng hơn. Sao băng ẩm cho Tây Bắc rồi đấy. Thì đang cúng rồi, có rượu trước nhỉ.